Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đón nước khi mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống giữ lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con, Chúa là đấng tròn tô tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch tội nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cai và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ đánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Mầu nhiệm lâm sự mừng. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước đi Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Này nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva.
cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng và hồn phúc là ôi hoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Kinh cầu Tổng lãnh Thiên thần Micael. Lạy ơn Tổng lãnh Thiên thần Micael, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyện soi cơ binh trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hóa ngục. Amen. Hợp ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Cầu cho người đã qua đời. Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Tịnh lễ dỗ. Cầu cho linh hồn Maria Lại Thị Tuấn lễ dỗ. Linh hồn ông Giuse Cao Văn Tỷ. Linh hồn ông Micael Nguyễn Cao Thế. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Sử. Linh hồn Giuse Bùi Văn Sản, Giuse Bùi Quang Vinh. Linh hồn Gioan Bautista Cao Xuân Hải, Gioan Bautista Nguyễn Đức Thắng. Linh hồn Maria La Xuân Hoa. Linh hồn ông cố Yuseradin Viết Triệu. Linh hồn Anton Đồng Ngọc Khôi. Cầu cho các linh hồn mồ côi. Linh hồn ông Yuse Nguyễn Văn Bảo. Linh hồn bà Maria Phạm Thị Ri. Linh hồn ông Dominico Ngô Kim Long. Linh hồn Yuse Lê Thành Hưng. Linh hồn Vincente Nguyễn Văn Nguồn và bà Maria Nguyễn Thị Tùng. Linh hồn Teresa Trần Ngọc Lệ Khương. Linh hồn Phêrô Trần Ngọc Trọng. Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại. Cầu cho linh hồn thai nhi. Các linh hồn nơi luyện ngục. Linh hồn Giuse Đinh Viết Khải. Linh hồn Agatha. Linh hồn Stefano. Linh hồn Giuse. Linh hồn Giuse Lý Văn Trưởng. Giuse Lý Thái Phi, linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Thành, linh hồn Teresa Đặng Thị Nguyệt, linh hồn bà Maria Trần Thị Sâm, linh hồn ông Alfonso Đinh Huy Phương. Cầu cho mọi người trong cộng đoàn. Anh chị Dầu Lan tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành hôn. Xin Chúa gìn giữ và ban muôn lành đến gia đình anh chị. Mừng sinh nhật chị Teresa Kim Đoàn. Chúc chị vui khỏe và bình an trong Chúa và Đức Mẹ. Mừng sinh nhật mẹ Bảo Tâm và chị Kim. Xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ ban muôn hạnh phúc. Mừng sinh nhật Po Hoàng 21 tuổi. Xin tạ ơn và xin Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của con. Xin cho bà cố chịu được ơn chết lần. Xin bình an cho gia đình. Xin Chúa ban cho chị Mã Ngọc Sương được bình an và mau lành bệnh. Xin Chúa ban cho cháu Quang được bình an và mau lành bệnh. Xin ơn bình an và chết lành cho bà Maria Madeline Lê Thị Khánh. Mừng kỷ niệm 14 năm ngày nhận thánh chức linh mục của cha quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho cha luôn được bình an mạnh khỏe. Xin tạ ơn. Xin bình an cho gia đình một người bạn. Xin ơn chết lành. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì nước y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin
thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hiệu trách và những người có khả năng giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ La Vang truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chào toàn thể quý bà và anh chị em, chúng ta tụ họp để chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hàng năm chúng ta tụ họp trong nhà thờ để rồi chúng ta có khi có lễ thêm sức, cũng có khi là chúng ta mừng lễ với nhau như là một gia đình. Vì lần này chúng ta có bệnh Covid cho nên là chúng ta vẫn mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống nhưng một cách khác hơn những năm vừa rồi. Nhưng Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta hát nhập lễ cầu xin Chúa Thánh Thần xuống
sửa đổi lòng trí của chúng ta và căn tâm cả mặt đất này, để rồi chúng ta hướng tâm hướng trí về Ngài, chúng ta vững lòng trong cái đức tin mà chúng ta sống hàng ngày. Vì thế với những lần chúng ta không sống trọn vẹn đức tin, không vững đi cùng Ngài trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ để chúng ta cùng nhau xứng đáng thử thành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong lời đồng chứng, các thiên thần, các thân và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắn lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội từ buổi sơ khai và sau đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hiện trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần
Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Jerusalem, có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilea cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những người Libya giáp giới Kilene. Nào là những người từ Roma đến, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp cả: lạy Chúa, xin gửi thần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Lạy Chúa, xin gửi thần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa muôn trùng cao cả công trình Ngài, lạy Chúa qua thiên hình ban cho, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Lạy Chúa, xin gửi thần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Ngài lấy sinh khi lại là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi sinh khi của Ngài. Ngài gửi tới là chúng ta được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này. Lạy Chúa, xin gửi thần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Vinh hiền Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa, đối với tôi niềm vui là chính Chúa. Lạy Chúa, xin gửi thần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ý như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
đọc ca tiếp liền. Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian, từ trời cao dưới nguồn thanh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ văn hàn, đem tặng ban ơn điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin ngài từ đến đấng vui an tuyệt diệu thường thanh của tâm hồn. Ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn, khi vất vả lao công ngài là nơi an nghỉ, gió mát đuổi cơn nồng, tay hiền lâu giọt lệ, hơi hào quang linh diệu, xin chiêu thái ánh hồng và tâm hồn tín hữu cho rực rỡ chính trong, không tận lực phụ trì kẻ phàm nhân các bụi, thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi, hết những gì nhớ ơn xin rửa cho sạch trong, tươi vội nơi khô cằn, chữa lành mọi vết thương, cứu cõi uống cho mềm, lắng lùng xin sưởi ấm, những đường neo sai lầm sửa sang cho ngày thắng, những ai hẳn tin tưởng trong cây Chúa vững vàng, đang xin ngài long lương bày ơn thanh tâm ban. Nguyện xin Chúa thương công cuộc đời dân đức lâu, ban niềm vui muôn thuở sau giờ phút lâm chung. Amen. Alleluia. 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 Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu được nhuận thâm muôn ơn và cháy lửa yêu mến ngài. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta cử hành thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đó là cái hình ảnh của cái giáo hội bắt đầu Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần, để rồi chúng ta có một cái can đảm để rao giảng tin mừng. Và chúng ta, mỗi một người, khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần là chúng ta được sai đi để loan báo tin mừng, giống như Chúa Giêsu đã nói trong bài phúc âm chúng ta nghe: như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta đừng có nghĩ xa xôi về cái rao giảng tin mừng. Tôi đề nghị với tất cả quý ông bà và anh chị em như thế này, là trong cái sách, trong cái bài đọc phúc âm, chúng ta nghe là các môn đệ đã họp lại trong một căn nhà, một căn phòng nhỏ và rất sợ sệt. Và Chúa Giêsu đã hiện đến
ban cho các ông Chúa Thánh Thần. Và chúng ta đã nghe trong cái cuốn Công vụ Tông đồ bài đọc 1 thuật lại cho chúng ta là các ngài đã có cái can đảm để rao giảng tin mừng, nói được nhiều thứ tiếng. Quý bà và anh chị em, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói một thứ tiếng, tiếng Việt, không quý bà và anh chị em? Nhưng tại sao có người nói con gà thì người lại hiểu con vịt? Bố mẹ nói một đường, các con hiểu một ngã. Vậy tiếng chúng ta nói là tiếng gì quý bà và anh chị em? Chúng ta chưa học biết được nhau để hiểu nhau và sống với nhau. Chúa Thánh Thần hiện xuống trong một ngôi nhà. Chúng ta trong cái thời gian bệnh dịch này, mọi người đều sợ hãi. Chúng ta trốn trong nhà, nhiều người không dám bước ra khỏi cửa. Chúa Thánh Thần hiện xuống đã làm cho các tông đồ có cái can đảm rao giảng tin mừng. Chúng ta thử hỏi rằng trong chính một gia đình, bố mẹ có còn cái can đảm để rao giảng cho con cái hay không? Ông bà có còn ngồi với con cái để nói về đức tin, để dạy dỗ cho con cái về đức tin? Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta nghe trong lời Chúa là cái trường hợp của Chúa Thánh Thần hiện xuống, cái ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống giống y hệt như là trường hợp của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng tại sao chúng ta không sống được ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận? Ví dụ như ơn bền đổ, quý bà và anh chị em, bền đổ, chúng ta bền thì ít, đổ thì nhiều. Không đổ chúng ta phá cho đổ vỡ. Vì thế chúng ta nhìn lại trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta thấy rằng chúng ta sống còn thiếu rất là nhiều, còn rất là xa cái ý nghĩa của Chúa Thánh Thần hiện xuống và cái ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận. To all the kids who are listening, I think it is very applicable for today, this feast that we are celebrating, the feast of the Pentecost or the coming of the Holy Spirit. You see, in this time of pandemic, people are very afraid. A lot of them brings out the question, where is God? You see, people expect God to give us a perfect world. God never promised a perfect world. God only promised us the Holy Spirit. Jesus never promised his disciples anything at all. And yet we expect from Jesus everything. Jesus said, I will go so I will send the Holy Spirit to be with you always. And that is exactly what he did. You see, sometimes you say you cannot feel God, but think of the Holy Spirit, the presence of God, as not something physical. Think of the fire that is burning inside of you. That is the Holy Spirit. Think of the slap on the head when you are daydreaming, when you are doing nothing. That is the Holy Spirit pushing you on. Think of what is inside of you, not outside. You see, the Holy Spirit is supposed to be your strength to live, to see, and to not be afraid. Are you afraid? So think about it. We all receive the Holy Spirit, but do we live up to the expectation that God has for each and every one of us? Remember the footprints in the sand. The hardest time in your life is when Jesus carried you, not when you walked alone. So God is always there. The Spirit is always beside you, inside of you. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta cử hành lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống để rồi chúng ta nhìn lại trong cuộc sống hàng ngày và xin
Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn đường chúng ta. Quý bà bạn chị em hãy nhớ rằng, khi nào chúng ta đọc kinh, chúng ta nhớ tới Chúa Thánh Thần. Khi nào chúng ta hội họp, chúng ta nhớ tới Chúa Thánh Thần, cầu xin soi sáng. Nhưng rồi, sau khi đó, chúng ta có bao giờ nghĩ tới Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta trong cuộc sống hàng ngày? Để rồi chúng ta biết đối xử với nhau, để rồi chúng ta biết đến với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cái ơn của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người của chúng ta. Và chúng ta cùng đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dựng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thân thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên con cái trong Đức Kitô. Giờ đây hiệp nhất trong một thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, chúng ta xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến thánh hóa hội thánh và đổi mới thế giới. Chúa Thánh Thần làm cho dân chúng thập phương tại Jerusalem nghe tin mừng bằng thổ ngữ của họ. Xin cho hội thánh luôn kiên trì tìm kiếm những cách thức mới, hữu hiệu để rao giảng chân lý cứu độ cho con người thời nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng mang lại bình an và đổi mới mặt địa cầu. Xin cho các vị lãnh đạo chính quyền biết chăm lo cho hòa bình và lợi ích chung. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, xin cho những người già, ốm đau, các bệnh nhân đang bị nhiễm bệnh dịch, những người đau khổ và tù đầy, nhất là những ai đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, được cảm nghiệm lòng Chúa xót thương. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho những người đang sống ơn gọi hôn nhân và gia đình luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận nhau trong yêu thương chân thành. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kỷ niệm 14 năm ngày nhập thánh chức linh mục của cha quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho cha luôn bình an, mạnh khỏe. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong vài giây phút thinh lặng, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã qua đời trong cộng đoàn, cũng như những ý chỉ của thánh lễ hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chúng con cũng cảm nghiệm được sức mạnh của Thánh Thần đã ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Nhờ đó, chúng con có được đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, đức mến nồng nàn và can đảm ra đi, truyền tin Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chị em hãy cầu nguyện để lễ Phật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và đưa linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô,
cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tư. Nhờ kết hợp với con một Cha, chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lai để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, điều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, và do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa muôn loài muôn vật và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ cùng dâng lên Chúa một tiếng một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để biến thần mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, chính người đã truyền dạy chúng con cử hành thánh lễ này. Trong đêm bị trao nộp, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, giờ đây chúng con tưởng nhớ con Chúa đã chịu khổ hình để cứu độ muôn người, đã sống lại diệu huyền và lên trời vinh hiển. Đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa
hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa đoái nhìn hiến lễ của hội thánh và nhận đây chính là hy lễ con Chúa đã dâng tiến để nhân loại được giao hòa với Chúa. Và khi chúng con được mình và máu con Chúa bổ dưỡng, được đầy tràn thánh thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn là Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiện vinh cùng toàn thể các thánh. Nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, chúng con luôn tin tưởng sẽ được Chúa nâng đỡ, phù trì. Lạy Chúa, xin cho hy lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin cho hội thánh Chúa trong cuộc lữ hành trần thế được đức tin vững vàng và lòng mến sắt son. Chúng con xin ơn này cho Đức Thánh Cha Francisco, cho Đức Tổng Giám mục Thomas, Tổng Giáo phận chúng con, cho hàng giám mục, toàn thể giáo sĩ và tất cả dân riêng của Chúa. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã muốn cho gia đình Chúa sum họp trước tôn nhang, thì xin đoái khương nhận lời chúng con cầu nguyện. Còn những con cái Chúa đang tản mát bốn phương trời, xin thương quy tụ tất cả về với Chúa. Xin Chúa nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đã lìa khỏi thế và mọi người sống đẹp lòng Chúa mà nay đã ly trần. Và chúng ta nhớ tới những người đã qua đời trong cộng đoàn của chúng ta, đặc biệt những ý lễ trong thánh, những ý chỉ trong thánh lễ này. Đặc biệt xin Chúa nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quý thuộc chúng con đã qua đời. Xin thương nhận tất cả vào nước Chúa, nơi chúng con hy vọng sẽ được cùng nhau vui hưởng vinh quang Chúa muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Chúa rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái hương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Quý bà và anh chị em hãy chúc bình an Chúa cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chính Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời tới dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang cho nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Và chúng ta cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao được Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa cùng kết hợp làm một với Chúa trao tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Và xin mời anh Cường, ông chủ tịch của cộng đoàn chúng ta có vài lời. Trước tiên con cảm ơn cha. Con xin cảm ơn cha. Kính thưa cha quán nhiệm, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay ngày 31 tháng 5, 2020, cộng đoàn cùng với cha hiệp thông mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 14 năm ngày thụ phong linh mục của cha. Thưa cha, vào ngày 27 tháng 5, 14 năm về trước, cha đã được Chúa chọn làm linh mục của Chúa, và cha đã vâng lời theo ý Ngài, đi mọi nơi rao giảng tin mừng. Thấm thoát đã 3 năm, cha đến với cộng đoàn chúng con, cha luôn hướng dẫn về các mầu nhiệm thánh trong phụng vụ qua những nghi lễ cha cử hành, cũng như cha đã và đang thực hiện những cần thiết cho cộng đoàn để mỗi ngày một thăng tiến trên con đường Chúa muốn. Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho cha hồng ân sống đời linh mục dưới ánh sáng chân lý, thương yêu và bình an của lời Chúa. Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày nhận thánh chức linh mục qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho cha luôn được bình an trong tâm hồn và mạnh khỏe về thể xác, để cha tiếp tục sống trung thành với ơn gọi ngôi lời và hoàn thành sứ mạng bề trên trao phó cho cha. Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang chúng con xin kính chúc. Xin nói lên lời cảm tạ cùng quý bà và anh chị em trong tuần này đã cầu nguyện cho tôi kỷ niệm 14 năm thụ phong linh mục. Tôi có nói với vài người, không biết quý bà và anh chị em có nhớ hay không, là cái mùa bệnh dịch này, COVID, thì chắc có nhiều con chiên, hầu hết con chiên nào cũng rất béo, rất là mập, có quý bà và anh chị em. Vì thế năm tới kỷ niệm 15 năm chắc chúng ta bắt vài con để chúng ta làm thịt ăn mừng nhé, các con chiên của cộng đoàn. Quý bà và anh chị em thân mến, thật sự thì tôi rất cảm động, rất cảm ơn quý bà và anh chị em đã cầu nguyện cho tôi, đã nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày cũng như trong thánh lễ. Quà tặng lớn lao nhất của quý bà và anh chị em đó là lời cầu nguyện của từng người. Còn về việc làm xong công việc hay không, cái đó là chúng ta trao vào tay Thiên Chúa để rồi Ngài giúp sức cho từng người của chúng ta, góp tay, góp công, góp của, góp thời gian để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đoàn. Và xin Chúa luôn luôn chúc lành cho quý bà và anh chị em, không những trong hôm nay là ngày lễ thánh thập hiện xuống, nhưng mọi ngày trong cuộc sống, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn của chúng ta. Và chúng ta cùng xin Thiên Chúa ban phép lành cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta đi bình an.
toàn thân thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương trọn mẹ tình tuyển thanh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn là vàng mà hiền đến cứu giúp hộ phụ tổ tiên chúng con lương giao. Giữa thời ly loạn cấm cách khôn khổ trăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước đến vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác. Người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria, thánh mẫu La Vang, mẹ là thánh mẫu Chúa Trời, cũng là thánh mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha ban nài. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lương bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cây trông. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiêu thôn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lam, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Canada, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.